Cái nhíp này rất là hay nha. Vừa ấy vừa lột da cá luôn nè. Mà nó không làm rách cái da cá. Nó độc đáo vậy đó. Chứ ai mà biết cách lấy thì mình lấy chứ không lấy được là nát cá hết. Không biết cái xương nó nằm ở chỗ nào á. Không quen á nó sẽ nát. Lúc đầu làm em gỡ bàn tay cực lắm. Nó nằm cái xương rồi nó nát mấy ngón tay kìa. Xong rồi em sĩ nghĩ lấy cây nhíp, lấy mấy cây nhíp kia em làm hơi khó. Đi chợ thấy ông này bán nhíp này bắt đầu là làm được luôn, ok luôn. Là cái nhíp này chắc cũng mấy năm rồi đó. Dạ 8-9 năm rồi, nó gãy rồi mới hàng lại chứ nó đẹp lắm. Nó đẹp đó, nó gãy rồi hàng lại đó. Những cái quán khác mà bán cá ít á, mà người ta dùng lại cái này, người ta bọc lại, người ta nấu nước lèo lại. Này nấu lại vẫn còn ngon, vẫn còn ngọt. Mà rất là ngọt hơn thịt cá luôn. Là mấy cái này nè. Bởi vì cái này là phong là nữ hoàng là đúng rồi. Trời trời. Bởi vì ông Giang Kinh Thúc ổng qua quay phim quán em luôn mà. Ủa có hả? Dạ có. Ồ. Mấy năm trước rồi. Em tên gì? Thúy. Cô Thúy nữ hoàng cá lóc. Bánh canh cá lóc đồng quân số 720 đường Sa, phường 4, quận 3, Hồ Chí Minh. Rồi, thôi đi luôn. Trong thì đỡ ồn. Đỡ gì các bạn mến, sáng nay mấy thầy trò lại tiếp tục đi tìm quán ăn. Hôm nay mình xiên ghê á. Giờ sáng nào cũng đi phải có một quán ăn để tình làng giới thiệu với quý vị. Và hôm nay mình đang có mặt tại cái khu bờ kè Trường Sa. Đây là số 720. Thì mấy lần? Dạ, phường 14. 720 phường 14 quận 3, cây bờ kè. Cơm tấm rồi hủ tiếu rồi rất nhiều cái món ăn sáng, nhưng mà bữa nay mình quyết định đi ăn bánh canh cá lóc là vì bạn này. Đây là bạn Thi Cương. Đúng gì biết các bạn làm gì không? Phải thư ký đâu nha, thư ký của Khánh Hà này nha. Rồi chứ bạn này là một trợ lý kinh doanh của Colorman, đi bán chuyên gia đi bán nước mắm với Colorman. Mê Colorman xong mê nước mắm xong giờ rồi quyết định là đầu quân về Colorman để đi bán nước mắm. Có ai muốn về đội bạn này không? Có ai muốn về đội đi bán nước mắm cùng Colorman không? Thôi chào chứ. Ê, dạ. Một cả em. Dạ, con một ai vậy trời? Trời em. Dạ, dạ. Bữa nay qua ủng hộ bánh canh em nè. Dạ, đi qua ủng hộ bánh canh. Dạ, dạ. Nghe bác Phương nói này á. Dạ. Nói chờ nghe nó bên đây được ủng hộ nước mắm của mình thì nó chờ đánh nát. Dạ. Nghe quý quá, cố gắng, cố gắng. Trời ơi. Rồi, sáng nay được ủng hộ. Em cứ là thích ăn nè, không ngờ là tại vì hôm nay anh ghét. Bất ngờ quá. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Ở đây có gì ta? Đây có gì? Có đầu cá này ngon kìa. Ở đây có đầu cá lóc tiền thuốc bắc, rồi có cá lóc tiền thuốc bắc hả? Dạ, cá lóc tiền thuốc bắc rất là ngon luôn. Bánh canh cá lóc cũng rất ngon luôn. Cá lóc tiền thuốc bắc. Cái lại vậy ta? Thử thích ai mối luôn đi. Trời ơi, lạ mà. Rồi vậy thôi cho tô bánh canh cá lóc Nicolai đi. Dạ, Nicolai đi. Cá lóc Nicolai. Nicolai đi, còn có ăn tiền thuốc bắc. Với lại có luôn. Sáng sớm ăn thịt con bắt. Dạ. Dạ, chào anh. Thấy mà mình lợi để cho bà xã luôn á, tại vì mẹ vợ tôi con em tức là ra thịt kịp để coi luôn. Hôm nay thấy mình người lợi đi ăn luôn. Dạ, chào. Từ nay chúc mình ăn với anh đi mùa môi về cho mẹ đi. Về cho bà nhà vợ. Dạ, dạ. Anh chị mình với ảnh là muốn ủng hộ nước mắm của ảnh đó, nước mắm của ảnh em đây có ăn rồi. Rồi em đây sử dụng nước mắm của ảnh này, các ai cũng ok đó.
trời dễ thương. Chụp hình để đưa về trong cho bà và vợ coi, thưa vợ, kiểu này chắc vợ cưng lắm nha. À là nồi, nồi nào là nồi? Dạ dạ đây là nồi nhúng. À nồi nhúng, còn cái à cái nồi bánh canh gì kìa. Ô bánh canh này là bánh gà bỏ, bánh canh cá bắp thôi. Ngon dạ, lắm nha, ngon lắm nha. Cái này bỏ vô cái bánh canh nó thấm vô trong nước lèo luôn nè. Mình rất dạ. là thích ăn cái kiểu này nè. Đúng rồi, anh ăn thử đi. Bởi vì ông Danh Tân Thúc ổng qua quay phim quán em luôn nè. Ủa có hả? Dạ có. Ủa. Mấy năm trước rồi. Còn vậy là bán bao nhiêu năm rồi? Dạ, bán được cũng 9 năm rồi đó. Cũng gian nan lắm. Cũng gian nan lắm á. Rồi. Để em bưng vô. Đây. Đây, cho anh bưng lên nè. Nè, thôi nè, ngồi đi. Em nói liền với anh là em thấy anh ăn ớt dữ lắm. Cho nên em nói đó nè, anh qua đây ăn vào là ghé được quán em nha. Em cho anh mặt ra cái nước trong đó luôn á. Ờ, đó, đó, cái đó mới ngon đó. Thôi, trước á. Em bánh đó nha, em bánh rồi. Em không ngờ là anh ghé đây thiệt luôn á. Hồi lúc trước á, lại đây coi cái chương trình của anh. Rồi cái em nói á, anh Coleman anh thích ăn ớt lắm. Anh mà ghé đây ăn ớt được của em là coi như là anh thích liền. Hấp dẫn quá mà. Rồi. Rồi. Chanh hạt nhiều chứ. Rồi chúc nữa em. Chanh hạt 8. Chúc nữa em cho anh ăn hành nhiều. Rồi ok. Đây. Rồi, dạ. Chanh hành lá thêm. Cái này anh ăn ngon. Đúng rồi đó. Dạ. Yes. Đúng rồi. Cái gì đó. Có ớt đỏ rất là ngon luôn. Đỏ rất là ngon luôn rồi. Vô. Cô hay chị là mẹ hả? Dạ. Ủa, hai mẹ con nhìn trẻ nhìn chứ chị em đó chị. Rồi nhà mình đi bán đây mấy bao nhiêu năm rồi? Dạ, em bán được cũng 9 năm rồi đó. 9 năm? Dạ. Em bán lúc mà cái đường bờ kè này đang làm đường luôn mà. Đường này rất là có buôn bán. Đầu tiên nước mắt đang làm á. Ăn ít cái thôi để cho ngon ra món khác. Dẫu thêm một tô nữa không? Cái ớt tại nhà em nấu rất ngon, cái này của nhà em làm rất là ngon. Đây. Hà qua bưng tô đi này. Dạ dạ để chị. Qua đây. Đó, ăn cái này nè. Cái ớt xanh đúng không? Ớt đỏ. À, ớt đỏ, ớt đỏ, ớt đỏ. Cái ớt này phải không? Món này là nhà làm á. Chú cái nhỏ lên. Dạ cho con thấy. Ê, mình thử nha. Đây là rót cái ra cái nhỏ đó. Rồi đây. Nhìn thấy là hấp dẫn rồi đó, chưa biết làm sao đó. Rồi để thử trước, phải thử trước. Bạn già chưa, bạn này chưa? Dạ, chưa hả? Dạ, dạ. Để nó nguội á, để hồi sao nó nguội vậy? Hồng quá ta. Ồ cái tương ớt này làm cay rất là vừa luôn. Vừa với mình đó chứ với người khác là chết tiêu luôn á. Nên nãy chị chủ rồi chị có nói à, anh thấy anh ăn ớt là bảo đảm anh là tới nhà quán em là anh ăn ớt thiệt luôn. Ờ à. Ngon quá. Cái này để chấm cá đúng không? Không, để cái này chấm cá. Rồi mình thử cái nước lèo nha bà con. Thấy cái nồi nước lèo thấy cũng nấu trong nó giống như cái nồi cơm điện. Vậy mới thú vị chứ. Món quán này xưa là canh canh cúc đã từng tới đây rồi chứ. Vậy
Dạ. À. Quá. Mát một xíu à con gà. Có mấy cái bàn à? 1 2 3 4 5 cái bàn. Thêm hai cái bàn ngoài nữa, có 6 cái bàn. Mà rất là sạch sẽ. Em ăn chưa? Em mới ăn. Bữa giờ hả? Dạ. Bữa giờ tao bán hết không em? Dạ không, chứ em ăn chỉ lẩu rồi. Không ăn lẩu dạ. Dạ đúng rồi. Ở đây có bán lẩu nữa. Dạ bán lẩu chứ. Lẩu 718. Hai bánh cho bên nhau. Bán lẩu gì? Dạ lẩu gà thịt lá é. Dạ. À, lẩu gà thịt lá é. Dạ đúng rồi. Em ăn lẩu gà rồi. Dạ đúng rồi. Ngon. Dạ ngon, thịt nó mềm lắm. Nó rụt luôn, ăn ngon lắm. Lá é nó là sao vậy? Dạ lá é thì nó kiểu giống như lá quế sao nhưng mà em không biết. Mà cái vị nó cũng ngọt á. Xin đừng giới thiệu một lần nữa, đây là bạn Yên Phương. Dạ. Tên đầy đủ là Thạch Yên Phương. Đó. Team bán nước mắm của Coleman toàn gái xinh vậy không á? Có anh nào muốn gia nhập không? Team đang thiếu người. Đang thiếu nam trầm trọng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nữ thì nhận nữ thì vui hơn. Giờ bánh canh bột gạo. Nhưng mà nấu và bỏ vô trong cái nồi thì nó thấm vô ngon lắm. Sáng là húp tô bánh canh cá lóc này là coi như giải rượu luôn á. Tối qua tiếp khách uống quá trời bia. Sáng nay làm cái này một phát mà coi như là đây là tương ớt mà ớt đỏ với ớt xanh nhà làm luôn. Cũng thử cái vị ớt xanh. Kết hợp cái ớt đó với ớt xanh vô nữa. Anh chấm đi. Kết hợp vô luôn hả? Dạ, anh kết hợp lên lấy cái mới đi, lấy cái mới vô. Lấy cái đỏ vô cái xanh. Thôi anh đổ vô chung luôn. Dạ cũng được. Để kiệm. Anh thử đây, thử rất ngon. Ôi, nãy em tính kết hợp rồi mà sợ nó sợ hai cái nó vô nó đánh lộn. Không. Sợ hai cái nó đánh lộn với nhau chứ. Đâu. Ôi, ở đây chỗ này là ớt hơi bị ngon á. Giờ ớt xanh không à? Có phải nào mà dạ đây đó. Ồ. Ông xã em mở cửa anh nữa nè. Nhất là rất thanh luôn. Nhất chà nãy lo sơi quên chụp hình. Mẹ ơi chết tôi rồi. Lát có tô nào của khách mới ra cho anh chụp nóng đi. Tao đi vô đưa lại cho nó sôi chứ không? Không không, giờ nó đang sôi. Giờ đẹp rồi, giờ đẹp rồi. Rồi. Đẩy lên, chút mình sẽ tấn công ở đó. Cá lóc mà có tìm cái bắp lần đầu tiên anh nghe luôn. Đúng rồi, đây là món đặc sản luôn á. Dạ. Ừ. Có cái điều là ông nghe trên YouTube không có được ăn cái món cá lóc tìm bắp. Ừ. Tại vì cái đợt đó là có cái người mà để qua đây đợt mà có cái người mà để qua đây kêu là trong dây YouTube quay cái món của em á. Nhưng mà người ta giấu là cái món que cái bắp của em không cho quay. Để kêu thôi đợi hẹn là sao dây YouTube qua nữa hả cho quay. Dạ. Chung là hello Mr. Yang, you are not as lucky as I am, okay? This is the same place that you have come before, but you never had a chance to enjoy this. But I hope next time you come, you can join me. Tự nhiên nói cái mình muốn đổi qua cái này coi từ từ rồi xíu tiếp
đó quý vị các bạn thân mến, bởi vì ông Giang cũng không có may mắn bằng mình. Nhưng mà hy vọng đợt nào ông Giang canh coi ông Mr. Giang tới thì mình sẽ rủ Mr. Giang đi cùng với mình tới đây review quán này. Chẳng như các bạn cũng biết rồi, Mr. Giang Anh Phúc là đầu bếp, cho nên là ông thì món là ông nấu bếp rồi. Ông giới thiệu về quán, không ai như mình, ông không có review, không có làm gì vậy. Mà ông đi tới, ông thấy, ông tìm hiểu, ông thật là ngon vô chung một video thôi. Thành ra là như vậy nhiều khi đôi lúc cũng không đủ. Bây giờ đặc biệt nha, em có nước tiết cá lóc ngon hơn nước tiết bò nữa. Nhưng mà cái này đặc biệt tại có làm nhờ ra mời mọi người. Cái hình của em bên Phúc là quay quán của em à. Ông sắc bột chung với em đó. Sắc bột chung với em. Ồ, thấy không? Thấy. Ấm đó. Cái này mà hình mời á. Ồ, lúc nãy em còn trẻ. Đâu em. Cũng cái nào có 4 năm rồi đó. 4 năm hả? Mà sao lúc này ông thấy ông có bà trẻ vậy? Ồ. Mắc bột. Thật ra ông Giang ca Mr. Mark Giang là cái người truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều trong cái chuyện mà mình đi bắt đầu đi làm review đồ ăn á. Thì mình là người sản xuất. Coleman là người là sản xuất và là người lồng tiếng, là người dịch toàn bộ các cái series của ông Martin Giang, Khám phá Việt Nam của Martin Giang. Các bạn có thể tìm xem lại trên kênh YouTube Khám phá Việt Nam của Martin Giang, một cái series mà 26 tập mà siêu đẹp. Đó chính là sản phẩm của Coleman đấy. Cái nước ngon quá thiệt luôn. Hôm nay cái cá của em làm trước này thì sáng sớm. Nhưng mà cái cá em sao nó có cái vị không? Dạ. Nó có cái vị hơi nhưng không phải là giống cảm giác có nêm một xí gì. Cá của em hả? Đúng rồi, em phải có gia vị chứ. Có gia vị nè, cho nên khi em luộc lên đó là em sẽ có gia vị để cho nó thấm cái miếng cá cho nó ngon. Gì ăn vô là nó thấy nó vừa vừa miệng rồi. Dạ. Nè, giống như bây giờ đó, em sẽ đỡ cho một miếng da cá lên cực ngon luôn. Đỡ da cá ăn luôn. Anh ăn da cá thì cực ngon. Em là thường hay ăn da cá đó. Cái cuộn bánh canh cá lóc là đừng quên cái đây, rau đắng nha. Đừng quên ăn với rau đắng nha các bạn. Ăn đâu đắng mà em ăn tập ăn đúng rồi, ăn không nhớ ăn hả? Ăn không ăn đi, ăn da cá này rất là tốt luôn nè. Anh thử chấm thì chấm ăn được rất ngon luôn. Rồi cách nhiều cách, cứ tới đây là cứ kêu em là cho dĩa da cá đi, cho dĩa xương cá đi, là cứ cách công viên là em hay thường hay vậy luôn á. Vậy là hết da cá luôn sao? Dạ, tôi có da cá em không bán, tại vì mình thường là nó sẽ để khô, nó khô dai, khi mình ăn nóng thì gỡ ra ăn liền thì ok, rất là ngon. Nhưng mà lúc mà nó bụi rồi nó bị khô lại, nó cứ dai. Rồi, hiểu rồi. Dạ. Đây, da cá. Trời ơi. Ăn bánh canh cá lóc, ăn hủ tiếu cá lóc rất là nhiều. Mà bữa nay em mới được ăn một cái miếng da chà bá kìa. Da cá lóc nó nhìn nó khác với da cá là khác lắm nha. Chúng ta sẽ không xa lạ gì với da cá hú nè, da cá bằng lao đúng không? Hoặc là da cá ngừ, da cá thu vân. Nó đều giống giống nhau, nhưng mà da cá lóc này đặc biệt lắm. Các bạn nhìn thấy nó giống da gì không? Nó rất giống da rắn. Dai nó sực sực. Nó khác. Cho nó vô đây một chút cho.
chỗ Hòa Quyền. Bình thường nha, em nói anh là sắp tới là tới sớm mới có, tới trễ không có, 15.000 chén. Em bán qua đây là 15.000 một chén, anh nói tiếng cái lóc. Anh nói tỉ đi, rất là ngon. Số lượng cá nhiều lắm mới được như vậy nha, chứ không ai có. Ôi là nhiều nhiều quán đầu tiên lạ quá trời. Cái này là gì chị? Nước tiết tiết cá lóc. Chắc bà con chắc không xa lạ gì á, mỗi lần thấy mình đi ăn phở hay ăn nước tiết hụt gà nhiều hành. Còn đây là nước tiết cá lóc. Không sao nha. Nhà bữa nay đây là lần đầu tiên mình ăn nước tiết cá lóc. Có thiếu gì không? Canh nước mắm. Đây cái này chế lại một xí. Rồi em đã bụng rồi. Để thấy thương không? Thấy chưa? Thương Calamen nó nổi và ủng hộ nước mắm của mình luôn mới mới nghe chứ. Quý dễ sợ đây, nước mắm đem 10 đồ đạm cho bà con. Đó, nước mắm 10 đồ đạm. Rồi để đây nhé. Rồi vô cái này nó mới bán kỹ này. Đó, quậy lên. Tiếp coi khi mà vào nước sôi nó sẽ ra như này. Đây là tiết á, bình thường là máu đỏ đó, mà giờ nó ra thành cái trắng trắng như nào. Nó chín đó, giống như cái nước tiết của bò vậy đó. Bò ăn bổ lắm. Nóng quá, hơi nóng. Ngon. Là cái buổi sáng mình làm chén nước tiết giờ cũng đủ rồi. Dư chất. Anh chuyển về đây. Để anh xong cái này anh chuyển qua anh thử cái món gà tiềm. À, mình lộn gà, cá tiềm. Ở đây là số 1, số 720 đường Trường Sa, quận 4, quận 3 nha quý vị các bạn. Cái quán có tên là Đồng Quán. Ủa tại sao không lấy cái tên là Đồng Quán vậy ta? À. Mỗi cái quán, mỗi quán có cái tên, mà một cái tên nó đều gắn liền với một câu chuyện. Đồng Quán là đây là cá lóc đồng. Thử đi Phương. Dạ. Dạ, để mang hết từ sang qua. Hết nổi không? Nhiều quá. Dạ, đúng rồi. Ở đây bánh canh cá lóc mà tô lớn là 42.000, tô nhỏ là 32.000. Dạ. Đó. Mà một tô là nhiều luôn. Đầu cá nữa, bánh canh đầu cá là 55.000. Tô chất lượng lắm. Cái nước tiết cá của mình đó là từ cái bọt nó ra chứ không phải áo nhanh. Ủa vậy hả? Tiết ra nó vậy rồi.
thì bây giờ mình sửa lại em sao nha. Tại vì cái này là từ trong cái lạch cá nó tiết ra cái này màu trắng chứ không phải là tiết ra màu đỏ. Cho nên mình nấu lên nó sẽ trắng. Và còn máu cá là mình làm sạch đi là sạch kỹ rồi mình bỏ hết rồi. Tại cái máu cá nó rất là thanh. Chết cha. Em mới làm qua nhiều công đoạn đó. Không sao đâu. Ô cái này hơi bị độc. Thấy các bạn đi một ngày làng học một sàn khôn. Thiệt luôn, nãy giờ mình cứ tưởng là tiết cá là cái tiết nước cá nó chảy ra rồi nó đỏ ra nó giống như là cái nó bò là trắng. Còn là trong cái lọc cá nó ra mình làm số nhiều chiều á. Nhưng mà lúc nó ra nó ra cái màu trắng trắng luôn. Màu trắng luôn dạ, màu trắng luôn. Màu trắng không cái này luôn. Lạ nha. Dạ. Cho nên em mới nói là cái này là đặc biệt là chỉ có em mới làm được. À hóa ra tiết cá là vậy. Chứ cái mà cá mà máu kia nó tanh nữa. Dạ đúng rồi. Dạ anh ăn cái tô bánh canh của em xong nó sẽ điện em. Còn cái tỏ của con cá nó không tanh. Sẽ làm rất là kỹ. Hay quá hay quá. Bữa ông chơi Facebook là 20 cái tô một luôn ăn hết chơi luôn mà. Dạ ồ à, bây giờ mời mời mấy anh với nước xăm không chơi ở nhà nấu. Rồi cho bé uống cái đá đi. Cho bé uống trà đá. Cơm em nấu rất là ngon, có mùi rồi. Bé bự. Cho bé bự uống trà đá. Bé bự ăn nhanh quá. Cái muỗng cơm em là anh phải uống. Tại cái gừng nó thơm ngon lắm. Rồi cho luôn. Rồi cho anh uống trôn luôn đi. Vậy tí là mấy em được uống xăm uống trôn. Uống trôn là hạt é. Hai cái đó mà mix lại là bá cháy luôn. Muỗng cơm đây nhà em nấu. Cái muỗng cơm chữa dài cuộc sống nó quá. Cuộc sống rất hay nha. Uống mỗi ngày mỗi ngày. Hay vậy ta. Chữa bệnh đó. Em là nghiên cứu về những cái gì mà sức khỏe cho khách an toàn sức khỏe nhất. Em mới làm giống như nước xanh mà nấu cũng không có vật gì nào hết không. Cái bột chôm là quá là cái quán gia đình mà làm dễ thương hết sức. Coi như là hai mẹ hai má con. Không có thấy nhân viên phục vụ luôn á. Ở đây không có nhân viên phục vụ luôn hả cô? Tự làm tự ấy luôn. Dạ. Em tự làm anh. Cũng có người làm đấy chứ mà. Không như không có ý mình đúng không? Dạ dạ. Em mà làm ổ hay không chịu đâu. Em khó tính lắm thấy gì đó chứ. Em với mẹ em ai khó hơn? Em nấu đồ ăn rồi em rất là khó. Nhưng mà em rất là vui vẻ khi mà khách ăn xong về ngủ rồi đấy em mà. Tại lúc nào em cũng chọc cái khách cười á. Rồi anh biết rồi, ông xã của em là ăn xong rồi nó về ngủ mơ thấy em. À thấy em cười luôn. Em đúng không? Giống như em mới mở cái quán lẩu gà lé là lại kế bên đó. Cho nên là khách bên Bến Canh qua ai cũng rất là nhiều. Dạ, ai cũng khen cũng ok. Em đặc biệt có món gà nước tiêu. Giờ món dịch tiền vậy mà hôm nào em sẽ mời nguyên cái ekip bên qua ăn. Hôm nào sẽ mời. Mời cho ăn món dịch tiền. Rồi. Em là chưa từng đi học nấu ăn nhưng mà có cái điều là tự ăn là tự biết. Rồi em tự nghiên cứu, em tự nấu mà em tự làm. Chứ mà mẹ em truyền lại mẹ em không hề biết nấu mấy cái này. Đã, lạ. Cái này lạ nha. Rồi thì là con thì nấu nướng, mẹ bưng tô. Rồi mẹ em phụ cái này hơi lạ quản lý thôi. Thường là mẹ là chị, mẹ là chỉ đạo không, mẹ truyền nghề lại cho con. Còn cái này là con làm xong cái mẹ phụ. Nói chung là cái khó nó đó là cái phụ bên này. Trời ơi, nguyên cái đầu cá chết luôn. Rồi cái này một cái ruột cá nè, mọi người thấy không? Ôi ơi. Không phải cái này á, đánh nhau là vì cái ruột cá nè. Nhưng mà anh thử là chưa có ruột cá đâu, làm được giống như cái này đâu. Rồi chết anh, rồi anh không biết ăn ruột cá mới chết anh chứ. Thôi bữa để cho mọi người xem nó ngon tới cái nào. Để các tín đồ của ruột cá đừng đánh nhau. Cứ tới đây gọi cái đầu cá là có luôn, nó dính cái ruột luôn, khỏi có đánh lộn nhau nha. Rất nhiều anh em vô trong bàn nhậu chỉ vì cái đầu cá mà đánh nhau rồi đưa đi bệnh viện luôn. Không cần thiết đâu. Hãy tới số 720 đường Trường Sa, phường 14, quận 3. Kêu một cái thố bánh canh, kêu một thố là đầu cá lóc, tìm thuốc bắc rồi. Ăn mình luôn khỏi đánh nhau gì chi cho nó mệt. Đây, nói đùa thôi, nhưng mà trên thực tế là cái đầu cá, cái ruột cá, cái đầu cá với ruột cá là vô bàn tiệc là phải để cho người trưởng thượng á, là người lớn mới ăn được. Chứ không phải hết đâu giận đi luôn. Không thì thường phải đặt trước đúng không? Nếu mà giận trước, giận trước mình mới giữ lại chứ bây giờ làm sao? Dạ, khách tới là ai kêu nó ăn được á.
Dạ đúng rồi. Cô phải thường thường là một ngày là có 3 kg đồ cá. Ủa, ngày bán 4-5 kg cá. Đồ cá ở đây mà cá thôi, cá không có. Cá này không có. Giờ mình bán nguyên ngày hay là mình bán buổi sáng thôi? Em từ sáng 6 giờ em mở cửa đến khoảng lúc kia tới 8 giờ tối. Rồi. Bán hết giờ nào, 6-7 giờ chiều hết em về. Tại vì em còn phải lo cái quán bên gà nữa đúng không? Giờ trễ lắm là 8 giờ em về. 2 giờ chồng được mấy cháu rồi? Em đứng gái để em là hôm nay. Còn trai thì mới lớp 9, hôm nay vô lớp 10. Hôm nay vô lớp 10 dạ. Nhà của mình thôi. Em tất cả là tôi á. Ừ. Em sống rồi mấy chục năm chứ tôi già không à. Trời ơi. Có nhà là hơi chua rồi hết rồi. Đúng rồi, xưa ông xã em làm giỏi về bên cơ khí với điện lạnh. Ừ. Bên viễn thông. Nhưng mà lúc đó làm ăn cũng bị chặt nhiều lắm rồi cái. Ừ. Lúc mà mới về đây em mở cái quán này em bán chỉ có 4 con cá lóc thôi đó. Ừ. Như là lúc đầu là mình chưa có kinh nghiệm, chưa có lâu lắm rồi từ từ ở đầu phát triển ra mình rút kinh nghiệm. Lòng nó mới ngon lại. Câu chuyện đầy cảm hứng lúc mở ra có 4 con cá lóc rồi bán có 4 con một ngày. Giờ bán chắc hồi trước dịch á, bán hơn 10 lần như vậy đó. Nhưng mà bây giờ cái nó giảm lại khoảng trước là khoảng 4-50 con một ngày. Dạ. 4-50 con, một con trung bình khoảng con khoảng ký 2, ký 2. Ngày bán khoảng 5-60 ký cá. Ôi. Nhưng mà bây giờ thì từ lúc nhập thì nó hơi chậm lại á. Tất cả luôn, ai cũng bị hết. Dạ. Mà không biết sao giờ hết rồi, người ta cũng vẫn không đi. Dạ, đúng rồi. Còn quá. Hay thiệt nha, đúng rồi. Ẩm thực Việt Nam mình phong phú đa dạng. Em có thể nấu được phở cá lóc, mì quảng cá lóc đó nha. Ôi. Rồi hủ tiếu cá lóc rồi em có thể không. Hủ tiếu thì cá lóc thì bình thường. Nhưng mà, phở cá lóc là hơi bị lạ. Cá lóc của em á, em có thể nấu thì không có lại cho cá lóc sống mà tái qua thôi. Anh ai cũng cá rất là ngon. Này chắc phải gọi nữ hoàng cá lóc rồi. Em tên gì? Dạ, em Thúy. Thúy. Cô Thúy, nữ hoàng cá lóc. Đặt tên luôn. Nữ hoàng cá lóc. Làm lại thì sao, cái món riêng cái cá lóc mà chị làm có thể rất nhiều món. Mà những cái món mà nó rất lạ lẫm luôn. Như tiết cá lóc là mình lần đầu tiên mình ăn nữa. Cá lóc nấu từ nước Bắc nè. Rồi làm luôn cà phở cá lóc nữa. Nhưng mà cái cách làm nó như vậy chia sẻ là rất là đặc biệt. Và thật sự thì hôm nay là điều làm cho mình cảm động hơn nữa đó là chị Thúy, nữ hoàng cá lóc đã lấy nước mắm Colorman về để bán cho khách, để phục vụ cho khách tại bàn. Và đồng thời là chị cũng phân phối luôn cho Colorman luôn. Ồ, dễ thương vô cùng. Như vậy là mình lại rất là vui mừng thông báo với quý khán giả và các bạn quý khách, những người yêu thương Colorman là lại có thêm một địa chỉ nữa có bày bán nước mắm của Colorman, có nghĩa là hy vọng rằng một ngày không xa, chỉ đi khoảng chừng 500 mét là sẽ có một cái cửa hàng bán nước mắm của Colorman. Là tại vì cứ cách 500 mét là sẽ có một quán ăn, cách 500 mét là sẽ có quán ăn. Hy vọng cái ngày đó vậy các bạn. Rồi mọi người nào từ ghé ăn thử nha, đồng quán của chị Thúy, nữ hoàng cá lóc. Là cái tên ác quá mà. Mốt chị treo bảng đó chứ cổ luôn. Chị treo bảng tên chị thích cá lóc thì mày. Không, làm fanpage. Đúng rồi. Hay fanpage là nữ hoàng cá lóc. Đó. Xịn. Hoặc là cá lóc nữ hoàng. Đặt đổi tên quán ra luôn. Đẹp chứ bộ. Nó phát triển nó thành chuỗi. Trời ơi.
quá không ăn hết rồi. Là cũng trộn nữa. Đúng rồi. Thôi. Hạ hơi nhiều ra ăn quá. Không sao. Ăn để do giới thiệu cái hương vị đến cái. Nhưng mà ăn cái bò tử cá đi, tại bò tử cá em rất kỹ ăn bảo đảm. Bò tử cá là em làm là rất là để tâm vô cái bò tử luôn. Cái anh cứ nghe cái bò tử anh kia càng lâu càng ngon, càng giòn rồi luôn. Anh muốn lắm nhưng mà anh chưa bao giờ ăn cái bột cá, thật sự luôn. Ăn không quen mà. Tại vì nhiều người không biết ăn đâu, nhưng mà lại đây ăn rất là thích. Yeah. Yeah. Tại vì em mổ từ cái ruột ra rất là kỹ, cái em không để cái ruột. Mình chưa giờ ăn hết. Cái bột cá anh nhai càng lâu thì anh chấm thì mới chấm. Đây đây anh chấm. Anh nhai càng ngon càng ngon. Đó, bà con thấy không? Tôi nói chung là bây giờ từ ngày bắt đầu đi làm YouTube bây giờ là cái gì cũng dám chơi hết. Đó đu dây còn dám chơi rồi, chẳng lẽ ăn ăn cái ruột cá mà không dám ăn. Hèn vậy. Thôi ăn nửa cái. Không, anh nhai hết cái cá đi, em nó bảo ảnh luôn là ngon. Anh nhai cảm nhận nó ngon là mắt thấy ngon. Anh cứ giá đi, em nói em làm rất là kỹ. Anh nhai càng ngon, nó tự nó càng giòn. Tại vì em uống nước mà kỹ. Cạo cũng rất là sạch sẽ, rất là kỹ lưỡng, không giống như người ta để. Nó có cái giòn giòn, cái sực sực. Nó có cái bùi bùi. Nó có cái nhân nhẫn của cái ruột cá. Nó hòa quyện lại tạo thành rất là nhiều cái hương vị. Nhưng mà thật ra mình không có dám nghĩ nó là cái ruột cá. Tại vì trước giờ mình không ăn ruột cá, mà cái ruột cá mình sợ. Mình cứ đang nghĩ là mình đang ăn một cái gì đó. Khá là thú vị. Rất là ngon, anh ăn càng lâu. Em là người đã đưa anh vào đời. Dạ. Đưa anh vào đời cá, vào đời ruột cá. Sau này anh đi ăn mà anh dành ruột cá với mấy người nữ anh mấy đứa này nữa là nó không là nó buồn nữa. Tại vì em cũng không dám bảo đảm ở đâu, nhưng mà riêng em á, tới đây là anh bảo thử là bảo đảm. Tại riêng em ở nhà mà em làm bảo thử cá rất là kỹ, em mổ từ cái ruột đó. Cái đó quan trọng lắm, tại vì cái ruột cá nhiều khi á, mình không biết nó ăn những cái vật gì. Em cạo rửa rất là sạch sẽ qua rất là nhiều. Nhiều nguyên liệu của em mới ra được cái món cá không bao giờ tăng. Mà nó cũng giữ an toàn sức khỏe các nữa. Không biết em chị nói là cái xương thì có chiên giòn. Có chiên giòn. Là chị lấy anh vậy là chị chiên giòn chị bán rồi đó. Lấy ra vậy đó là chiên giòn bán rất là ngon luôn. Cái này cái bằng cái giống như cái nhíp vậy hả? Dạ. Cái nhíp lớn. Có một con mai luôn á. Kiếm cái thứ hai em có. Nhíp bằng đồng đúng không? Dạ, kiếm cái thứ hai không ra đó. Em chế là sao vậy? Lúc trước, hồi cũng 10 năm trước rồi. Có một cái ông bác rất là lớn tuổi, ông bán ông kêu tôi có muốn cái con hết đi. Mà không biết làm được hay không. Ông nói thôi con mua hai cái, ông nói tôi bán hai cái này nữa là cho tôi nghỉ luôn rồi. Rồi thì tới lúc cần đi mua không có. Cho nên còn cái này là cái cuối cùng. Ồ, hay vậy đó. Dạ. Thấy đơn giản chứ không ai làm được. Cái nhíp mình thấy đơn giản thôi chứ khó lấy lắm. Không, cái nhíp này rất là hay nha. Dạ. Vừa ấy vừa lột da cá luôn nè. Dạ, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mà nó không làm rách cái da cá. Nó độc đáo vậy đó. Với ai của ai mà biết cách lấy thì mình lấy chứ không lấy được là nát cá hết. Không biết cái xương nó nằm ở chỗ nào á. Đúng rồi. Không quen á nó sẽ nát. Cái này là em gỡ em làm cá nạc đó, khi mà mấy người lớn tuổi em bé ăn thì người ta nhu cầu ăn cá nạc, người ta không ăn xương. Cái này nó có hai cái xương để đi ra. Ai mà thấy em lấy xương cá là người ta thèm á. Lấy
nó đúng là nghề dạy nghề đúng không? Dạ. Cái lúc đầu làm mình đâu có nghĩ ra mấy cái này. Lúc đầu làm em gỡ bàn tay cực lắm, nó làm cái xương rồi nó nát mấy ngón tay kìa. Xong rồi em sĩ nghĩ lấy cây nhíp, lấy mấy cây nhíp kia em làm nó hơi khó. Đi chợ thấy ông bạn máy nhíp lại bắt đầu là làm được luôn, ok luôn. Là cái nhíp này chắc là cũng mấy năm rồi đó. Dạ 8-9 năm rồi, nó gãy rồi mới hàng lại rồi, chứ nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm, nó gãy rồi hàng lại đó. Cái chỗ này là xương nhiều nhất. Cái lóc cái chỗ này là xương nhiều nhất. Cái chỗ đó lấy là nó bị nát cái cá. Thôi là quá trời xương luôn. Chỗ đó là xương rất là nhiều. Cho nên khi một cá lóc làm ra bỏ rất là nhiều, anh thấy da xương. Đúng rồi. Bỏ mất nhiều lắm hao. Hao hụt hơi bị lớn á. Dạ. Cái bỏ nhiều lắm. Những cái quán khác mà bán cá ít á là người ta dùng lại cái này, người ta bọc lại, người ta nấu nước lèo lại. Tại vì nấu lại vẫn còn ngon, vẫn còn ngọt. Mà rất là ngọt hơn thịt cá luôn. Là mấy cái này nè. Người ta giữ lại đó. Bởi vì cái này là phong là nữ hoàng là đúng rồi. Trời ơi trời. Lần đầu tiên tôi được xem mấy cái gọi là action này á. Dạ. Ồ, nhưng mà ông Giang Nhân Cúc này cũng hay, ổng mò bỗng đâu ra là ra được chỗ này hay. Trợ lý của ổng qua đây. Rồi cái thấy khách em lúc trước đông vậy lắm. Ngồi đợi em từ buổi chiều cho đến khoảng 7 giờ tối á. Ví dụ xin em là cho quay, em nói không được, nếu mà quay là quay công thức biết luôn là không có được. Cho nên em nói không, em cũng muốn quay. Nói không, chị cho quay cái gì quay cái đó. Rồi cái em nói đâu mà không, nó nói em cũng tin đó. Như là ông Nhân Cúc qua chắc chắn. Thì hẹn là ngày hôm sau 7 giờ sáng, 9 giờ. Mà mới 7 giờ sáng là mọi người qua đâu đủ chưa. Nên cái ekip của ông Nhân Cúc là khoảng 20 mấy người, mấy chục người lận. Tại nguyên cái đầu phim đông lắm. Qua là em chuẩn bị buổi sáng chưa kịp nữa. Giờ là ông tới ông quay tới trưa luôn, tới giờ trưa luôn á. Bữa đó quay là em chỉ được có mấy bàn khách thôi luôn á. Tại đông quá. Đông quá khách ổng vô. Dạ. Yeah. Ổng ăn hết luôn, bánh canh của em luôn. Mà giờ lý của cá là nó không cho. Nó không cho quay thuốc tắc. Mà nó kêu là để lần sau đi. Cất cái đó thì lần sau ổng quay nữa là ổng quay. Không cho quay hết. Trước khi kết thúc video này, thật sự mình nghĩ là cái câu chuyện của chị Thúy nữ hoàng cá lóc, mình nghĩ là chị xứng đáng là mình đặt mình với một cái tên như vậy. Vì sao? Vì cái tình yêu, cái sự đam mê của chị với cái món cá lóc, từ con cá lóc đồng làm sao chế biến ra thành rất là nhiều món, và cái sự sáng tạo của chị với cái món cá lóc của mình xứng đáng để phong cho chị là biệt danh là nữ hoàng cá lóc. Thì các bạn đến đây thử nha. 720 đường Trường Sa, phường 4, phường 3. Bán có tên là Đồng Quán. Quý vị đến sớm chứ không lại muốn đổi tên một cái nữa là coi như là hết kiếm luôn á. Nữ hoàng cá lóc. Đó mày. Yeah.